Rất là dễ hiểu. Nói chung là giáo viên rất nhiệt tình, chia sẻ không 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 ngại ngần gì. Đấy, cái đấy là điểm rất là tuyệt vời. Đấy, nên là học rất là thích. Đấy, mình cảm ơn. Chị thấy là tuyệt vời. Buổi học hôm nay chị thấy là có ý nghĩa, xứng đáng. Nên nói là chị cũng kinh rất là lâu. Chị băn khoăn là cũng không biết là nên học ở đâu. Thật sự trước khi vào đây là chị cũng có tham khảo với một số nơi. Chị bước vào đây rồi thì chị mới kết luận không dừng chân ở đây. Tại sao khóa học cháu Long Động Vị của Talk Center lại nhận được nhiều phản hồi tốt như vậy từ những học viên đã có nhiều năm kinh nghiệm mở quán? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem khóa học này có điều gì khác biệt so với các khóa học khác trên thị trường nhé. Đầu tiên, khóa học không chỉ cung cấp công thức mà còn là sự thấu hiểu về nguyên liệu cốt lõi, đó là nền trà. Chắc hẳn khi muốn mở quán chuyên về trà ô Long Đậm Vị hoặc muốn cập nhật nhóm đồ uống này vào trong menu, bạn sẽ biết đến những cái tên đình đám như là Fela, Ola, Uti hay là Labong vân vân. Mỗi thương hiệu thì đều có menu sản phẩm đậm chất riêng và hương vị đặc trưng từ trà ô Long đặc sản. Để có được một menu như vậy và sự thành công của thương hiệu thì chỉ học công thức thôi là chưa đủ. Bạn cần phải hiểu rõ về nguyên liệu gốc. Ở khóa học của Tom thì học viên sẽ được hiểu về quy trình và sự phức tạp khi chế biến trà ô Long, từ đó biết cách lựa chọn được cốt trà phù hợp với mô hình và giá bán, đảm bảo trả về lợi nhuận xứng đáng. Tiếp theo, Tom Center không chỉ cung cấp một mà là hai phương pháp pha chế khác nhau. Học viên được lựa chọn học theo phương pháp pha máy hoặc thủ công sao cho phù hợp với bài toán kinh doanh của mỗi người. Thứ ba, Tom Center đề cao sự sáng tạo và tính ứng dụng trong mỗi đồ uống. Bạn sẽ được học cách kết hợp trà với đa dạng nguyên liệu như mứt từ hoa quả tươi hay trân châu handmade hoặc là các loại topping được nghiên cứu riêng cho khóa học. Điều này giúp bạn dễ dàng sáng tạo những món đồ uống đậm chất riêng và nâng cao được khả năng cạnh tranh cho quán. Cuối cùng, Tom Center hiểu rằng marketing là điều quan trọng không thể thiếu giúp một cửa hàng kinh doanh đồ uống thành công. Chính vì vậy mà trong khóa học không chỉ đào tạo về công thức đơn thuần mà còn chia sẻ cho bạn cách thức kể chuyện, cách đặt tên đồ uống sao cho hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng và tạo nên giá trị riêng biệt cho quán của bạn. Nếu bạn đang muốn xây dựng một cửa hàng ô Long Đậm Vị chuyên biệt hoặc muốn cập nhật thêm đồ uống này vào trong menu quán của mình thì đừng ngần ngại, hãy nhắn tin ngay cho Talk Center để được mình tư vấn chi tiết hơn nhé.